Hai anh em, mình là Irene đến từ Coin68 TV. Một tuần nữa lại tới và trong tuần vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến được Bitcoin xuyên thủng mốc 44.000 đô và tiệm cận mốc 45.000 đô, lập đỉnh mới trong năm 2023. Đồng coin Voi đang tăng trưởng gần 50% kể từ cuối tháng 10 cùng rất nhiều những tin tức tích cực chứng tỏ một làn sóng sắp uptrend mới cho thị trường tiền mã hóa. Vì vậy, trong video ngày hôm nay thì anh em hãy cùng Irene điểm qua những tin tức đáng chú ý trong tuần đầu tiên của tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2023 nhé. Và trước khi vào video ngày hôm nay thì Irene xin gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ của video, đó chính là Chromia. Chromia thì là một nền tảng blockchain kết hợp giữa công nghệ blockchain và cơ sở dữ liệu quan hệ database cho các ứng dụng phi tập trung, được hình thành để đáp ứng những thiếu sót của các nền tảng hiện nay. Mới đây thì Chromia đã chính thức triển khai phiên bản mainnet, là thành quả của suốt nhiều năm chung sức gây dựng từ phía dự án lẫn cộng đồng ủng hộ. Kể từ những ngày đầu thành lập thì đội ngũ đứng đằng sau Chromia đã mường tượng về một nền tảng layer 1 với quy mô mở rộng vô tận cũng như là sở hữu bộ ứng dụng DApp cung cấp tất cả các trải nghiệm cho người dùng. Theo thời gian thì Chromia đặt mục tiêu là hỗ trợ khả năng tương thích với mạng Ethereum là EVM. Do vậy cho nên là Chromia sẽ là một modular blockchain có thể đồng thời hỗ trợ cả DApp Layer 1, vừa cho phép cả những công dụng của Layer 2 đa dạng. Về roadmap cũng như là các update của dự án thì Irene sẽ để trên màn hình để anh em có thể theo dõi thêm. Một lần nữa thì Irene xin gửi lời cảm ơn tới Chromia và Irene sẽ để những đường link chi tiết về dự án ở phía bên dưới phần mô tả cũng như là bình luận cho anh em tham khảo thêm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng vào video ngày hôm nay thôi. Tin tức đầu tiên chắc chắn sẽ là về việc Bitcoin lập đỉnh mới của năm 2023. Vào rạng sáng ngày 6 tháng 12 năm 2023, Bitcoin đã ghi nhận những biến động đi lên mới, trào dâng từ mốc 42.750 đô lên mốc là 44.488 đô trên sàn Binance. Nếu tính từ mốc 30.000 đô của cuối tháng 10 năm 2023, thời điểm mà đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới bắt đầu tăng trưởng nhờ vào động lực đến từ các tin tức về nỗ lực ETF của phố Wall, Bitcoin đến nay thì đã tăng trưởng lên đến 48% chỉ trong vòng 1,5 tháng, cho thấy là sự trở lại hết sức mạnh mẽ của đồng coin này. Khoảng thời gian qua thì cũng đã chứng kiến rất nhiều cá voi Bitcoin trở lại với lượng giao dịch mua cực kỳ lớn, tiêu biểu có MicroStrategy và sàn BitMEX. Danh mục đầu tư BTC của những tổ chức lớn này cộng với Tether và quốc gia El Salvador thì cũng đã trả về mức sinh lời đáng kể sau một năm 2022 xa bờ. Với tâm lý lạc quan đang tràn ngập thị trường thì đã xuất hiện rất nhiều dự án cho rằng đây chỉ là bước khởi đầu đối với Bitcoin, khi mà trước mắt đồng tiền này thì còn có rất nhiều sự kiện quan trọng vào năm 2024. Đầu tiên là vào tháng 1 thì sẽ là hạn chót cuối cùng để SEC phê duyệt các đề xuất ETF Bitcoin Spot của giới phố Wall. Những tổ chức như là BlackRock hay là Grayscale trong thời gian qua thì cũng đã liên tục có những cuộc gặp mặt với SEC để giải quyết những điểm bất cập trong hồ sơ của họ, làm xác suất để cho các hồ sơ ETF được thông qua đang là cao hơn bao giờ hết. Các đề xuất ETF Bitcoin Spot đang được chờ duyệt thì Irene sẽ để trên màn hình để anh em có thể theo dõi lại một lần nữa. Chưa dừng lại ở đó thì Bitcoin vào tháng 4 năm 2024 thì cũng sẽ tiến hành đợt halving lần thứ tư trong lịch sử, đưa phần thưởng đào block giảm từ 6,25 Bitcoin về còn 3,125 Bitcoin. Halving mô hình chung sẽ tạo áp lực giảm phát cho đồng tiền mã hóa đi đầu ngành crypto, cũng như là khiến cho thợ đào phải tranh nhau để tận dụng khoảng thời gian còn lại để có thể khai thác nhiều nhất có thể trước khi mà nguồn thu nhập bị ảnh hưởng lớn. Độ khó thuật toán đào Bitcoin trong những tháng gần đây cũng đã có 6 lần điều chỉnh tăng liên tục, là bằng chứng cho thấy các thợ đào đang lũ lượt tăng khả năng khai thác Bitcoin. Cú tăng mới nhất của Bitcoin thì cũng tiếp thêm sức mạnh để vực dậy toàn bộ thị trường tiền mã hóa. Ethereum, đồng coin lớn thứ hai ở thị trường ở thời điểm quay video này thì cũng đã lập đỉnh mới của năm 2023 ở mốc khoảng 2.300 đô trước khi mà bị ảnh hưởng đôi chút bởi tin tức SEC trì hoãn xem xét đề xuất ETF Ethereum Spot. Các altcoin top đầu khác thì chỉ ghi nhận mức tăng trưởng từ 2 cho đến 10%, cho thấy là sự chú ý của nhóm Big Cap vẫn đang dành hoàn toàn cho Bitcoin và Ethereum. Tuy vậy thì điều ngược lại đang xảy ra với các altcoin vốn hóa nhỏ, khi mà nhiều đồng coin đang sở hữu mức tăng vọt lên đến hai chữ số. Dữ liệu thanh lý từ CoinClass thì cho thấy trong 24 giờ vào ngày 6 tháng 12 thì đã có tới 257 triệu USD lệnh phái sinh bị cháy ở trên thị trường, với fair short chiếm hơn 66%. Đồng tiền bị thanh lý nhiều nhất chính là Bitcoin, chiếm đến 110 triệu đô và áp đảo hoàn toàn những cái tên còn lại. Cũng từ tin tức vừa rồi thì chúng ta sẽ đến với tin tức thứ hai, đó chính là khoản đầu tư Bitcoin của Tether đang lãi tới hơn 1 tỷ
đô la Mỹ. Theo dữ liệu được tổng hợp từ đơn vị phân tích là MCN, thì Tether hiện đang nắm giữ tới 57.576 Bitcoin, tương đương với khoảng 2,4 tỷ đô, với giá mua trung bình mỗi Bitcoin ở mức là 22.480 đô. Điều này thì có nghĩa là với sự tăng giá của Bitcoin hiện tại là hơn 44.000 đô, thì danh mục này đã sinh lãi tới hơn 85%, tương đương mức lãi hơn 1 tỷ đô la Mỹ so với mức vốn bỏ ra. Vào tháng 5 năm 2023, thì Tether đã công bố kế hoạch phân bổ 15% lợi nhuận được ghi nhận hàng tháng từ hoạt động đầu tư trái phiếu của chính phủ Mỹ để mua Bitcoin. Bằng cách nắm giữ Bitcoin và các tài sản khác, thì Tether đặt mục tiêu sẽ bảo vệ nguồn dự trữ của mình khỏi sự lệ thuộc vào trái phiếu chính phủ của Mỹ. Bên cạnh đó, thì nhà phát hành stablecoin hàng đầu thì còn đá sân sang lĩnh vực khai thác Bitcoin. Công ty thì cũng đã chi đậm hơn 1 tỷ đô và hoạt động liên doanh với các công ty khác như là Northern Data, cũng như là lên kế hoạch chi tới 500 triệu đô để mở các trại đào coin trên toàn thế giới. Không chỉ Tether hưởng lợi từ chiến lược đầu tư Bitcoin của mình, MicroStrategy thì cũng chứng kiến lợi nhuận tăng vọt đến 2 tỷ đô từ đợt sóng tăng mới đây của đồng coin. Hay đặc biệt hơn là khoản đầu tư Bitcoin của nước El Salvador cuối cùng thì cũng đã về điểm hòa vốn. Trong hầu hết các trường hợp thì các thực thể đều cho biết là không có ý định bán và phóng tầm nhìn về đầu tư dài hạn. Tin tức tiếp theo là XAI của Elon Musk thì muốn huy động tới 1 tỷ đô la Mỹ từ IPO, đồng Dogecoin hưởng ứng. XAI Corp, công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo của CEO Tesla kiêm ông chủ mạng xã hội X là Elon Musk, đang tìm cách huy động 1 tỷ đô la Mỹ trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng hay là IPO theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC. Được biết thì công ty đã kêu gọi được 134,7 triệu đô la Mỹ tài trợ vốn cổ phần từ tổng số tiền IPO là 1 tỷ đô. Khoản đầu tư tối thiểu được đặt ra đối với một nhà đầu tư bên ngoài là 2 triệu đô la Mỹ. Hồ sơ cũng nêu rõ Elon Musk, người đã tiếp quản Twitter và đổi tên thành X, là giám đốc điều hành cũng như là giám đốc của XAI. Trong dàn bộ sậu công ty thì còn có Jared Butchart, cựu CEO của Goldman Sachs, Merrill Lynch hay là Morgan Stanley, người đã quản lý văn phòng gia đình của Elon Musk. Ngược lại, vào thời điểm tháng 4 năm 2023, khi mà Musk sáp nhập Twitter vào X Corp thì ông cũng đã đăng ký XAI dưới hình thái là một startup công nghệ nhân tạo. Vị tỷ phú sau đó đã lập ra XAI vào tháng 7 năm 2023. Đến tháng 11 thì XAI đã trình làng Grok, chatbot AI cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT của OpenAI, cung cấp cho tất cả người dùng đăng ký gói X Premium với giá là 16 đô la trên một tháng. Theo trang Insider thì cơ hội gây dựng một doanh nghiệp AI trị giá hàng tỷ đô thì dường như chưa bao giờ dễ dàng đến thế với các doanh nhân khao khát trở thành Sam Altman tiếp theo. Elon Musk thì là gương mặt quá đỗi quen thuộc đối với ngành tiền mã hóa trong nhiều năm qua. Mọi động thái của tỷ phú thì đều có khả năng gây ảnh hưởng đến giá của đồng coin của thị trường này, đã không thực hiện bất kỳ đợt mua bán Bitcoin nào trong năm quý vừa qua. Ông chủ của Twitter thì còn thường xuyên nhắc đến Dogecoin trên kênh social cá nhân của mình, rồi để ngỏ khả năng chấp nhận thanh toán ở trên nhiều nền tảng. Giống như nhiều lần trước đây thì giá của Doge lại tăng vọt sau khi có tin là XAI huy động vốn từ IPO và được củng cố bởi đà tăng chung của thị trường tiền mã hóa. Đồng meme coin này thì đã tăng trưởng hơn 5% trong vòng 24 giờ và đang được giao dịch quanh mốc là 0.095 đô ở thời điểm quay video này. Tin tức quan trọng tiếp theo đó chính là ngân hàng lớn nhất của Brazil ra mắt dịch vụ giao dịch crypto. Theo tờ Reuters thì Unibanco là ngân hàng tư nhân lớn nhất của Brazil nói riêng và khu vực Mỹ Latin nói chung, mới đây thì đã thông báo ra mắt dịch vụ giao dịch tiền mã hóa cho người dùng nền tảng đầu tư của mình. Giai đoạn đầu thì ngân hàng sẽ cho phép người dùng giao dịch hai đồng tiền mã hóa phổ biến nhất là Bitcoin và Ethereum. Trong tương lai thì Unibanco sẽ mở rộng thêm các loại tiền mã hóa khác. Unibanco thì là tổ chức tài chính lớn được đặt trụ sở ở Brazil với hơn 5.000 chi nhánh ở Mỹ Latin và 5.119 văn phòng đại diện trên toàn thế giới. Ngân hàng này thì đã mang về tới 4,5 tỷ đô doanh thu trong năm 2021. Họ thì đã ra mắt sản phẩm lưu ký tiền mã hóa là Otau Digital Assets vào giữa năm 2022. Động thái này thì đã giúp cho ngân hàng trên cạnh tranh với các ngân hàng địa phương ở Brazil khác như là sàn giao dịch tiền mã hóa MB và đơn vị tài sản kỹ thuật số Min của ngân hàng đầu tư BTG Pactual hay là gã khổng lồ Binance thuộc chi nhánh Brazil. Brazil thì thuộc top 9 quốc gia áp dụng crypto toàn cầu và được coi là thị trường tiền số chính của các quốc gia Mỹ Latin. Từ tháng 12 năm 2022 thì Brazil đã thông qua luật điều chỉnh ngành tiền mã hóa, chấp nhận sử dụng crypto là phương thức thanh toán chính thống trong nước. Gần đây thì họ còn định danh người dân thông qua công nghệ blockchain và dự định sẽ áp thuế thu nhập crypto lên đến 15%. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng điểm qua những tin tức crypto và blockchain đáng chú ý trong tuần vừa rồi. Anh em nghĩ sao về những thông tin này và anh em nghĩ là liệu Bitcoin cũng như là toàn bộ thị trường
trường tiền mã hóa có tiếp tục đà tăng mới trong tuần tới hay không? Hãy cùng comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!